đang búa lần mà bây giờ cúp điện luôn rồi. Trời ơi. Thầy, thầy chùa mình tên gì vậy thầy? Chùa Đậu Nành. Hả? Chùa Đậu Nành. Chùa Đậu Nành hả? Đậu Nành. Đậu Nành. Dạ. Năm 9 năm đã đạo đó. Dạ dạ, cảm ơn thầy nha. Thì bữa nay mình không biết tên chùa nha bà con. Thì hỏi sư phụ thì sư phụ nói chùa Đậu Nành. Bữa nay là ngày lễ nha. Lễ kỳ yên nha mọi người. Phải chúng ta phải lễ kỳ yên không cô? Kỷ niệm ngày đại lễ Đức Tôn Sư Khai Sơn thành hoa tử. Rồi cúp điện rồi múa lân nghỉ luôn rồi. Rồi. Đã cúp điện có điện lại rồi. Rồi bà con có sáng lại rồi, trời ra múa lân nha. We'll be right back.
Rồi, nữa. Điện quá tải nha mọi người. Thằng ra bây giờ bị cúp hoài luôn, bị nổ bình hoài luôn. Rồi bây giờ bà con bị tối thui luôn rồi. Rồi loạn hết trời rồi. Bây giờ không biết ai là ai luôn nha. Tối hù hết trơn rồi. Giờ tới mấy em này làm gì đây à? Nãy giờ múa lăn rồi không biết giờ cái này chia đây nè. Dời qua một bên để múa gồng hay gì nè. Rồi rồi né ra né ra. Rồi, lấy cái gì rồi? Rồi. Chạy vô giữa đi. Lẹ vô. Tới giờ rồi về mọi người ơi. Thầy thiệt hay giả vậy ta? Giả. Sáp hả? Y như thiệt ha. Rồi bị nữa rồi. Rồi bị tối thui nữa rồi. Tối thui rồi. Quá trời người ta đông luôn mà con ơi. Bị hoài trời. Đây nè.
thì hình như hết giờ múa lân hay gì rồi mọi người. Hết giờ múa lân hả? Cách đâu vậy bạn? Để gọng về kìa, banh gọng luôn. Bữa nay là lễ rất là lớn nha mọi người, lễ Kỳ Yên nha. Thì bà con đi chùa quá trời đông nè. Thì bữa nay có lễ thủy rồi Kim Tiểu Long rồi nhiều nghệ sĩ khác nha mọi người. Rồi cũng đến đây để hát phục vụ cho khán giả ha. Giờ thì mấy em múa lân cũng chuẩn bị dẹp rồi vì múa hồi chiều giờ. Bà con cũng rất là đông do cái lượng điện nó yếu quá đây thì bị nổ bình cúp hoài luôn, nãy giờ mấy lần à, 2-3 lần à. Thì ở đây có phần sân khấu nha bà con. Thì ca sĩ, nghệ sĩ tí nữa sẽ hát ở đây ha. 8 giờ, đúng 8 giờ nha bà con.